Rồi xin chào cả nhà nha. Cùng đến với Tika TV của mình. Bữa nay tiếp tục đi cắm Covid nha mọi người ơi. Hồi bữa nay mưa lớn quá trời luôn mọi người. Mình tiếp tục cắm Covid khu vực này nè mọi người. Đó. Khu vực này là mương bỏ quăng nha mọi người. Mương bỏ quăng lâu lâu lắm rồi, không có ai đụng chạm tới gì hết trơn. Hy vọng là có Covid nhiều nha mọi người. Đó. Rồi mời tất cả mọi người cùng mình đi cắm Covid nha. Rồi đây là cần câu của mình nha mọi người. Cần câu cũ à, 50 cần nha mọi người. Với mồi này là mồi mồi quẩn mồi cũ luôn mọi người. Cá rô phi nha mọi người. Cá rô phi với mình bỏ 3 ống dầu chuối nha mọi người. Rồi mình cắm ở đây một cần nha mọi người nè. Đó. Ở đây hôm bữa dính hết bự nha mọi người. Bên đây nè. Dính hết bự nó lôi ở đó đó mọi người. Rồi hy vọng bữa nay dính hết bự cho mọi người cùng xem nữa nha. Rồi mình cắm ở đây là cần thứ hai nha mọi người. Đó. Ở đây cần thứ hai nha mọi người. Mình đi hy vọng có hết bự nha mọi người. Rồi mình gán cấm cho xong nha. Mình gán cấm cho xong rồi chừng nào đi thăm mình quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi sáng rồi mọi người, hiện tại là 4 giờ rưỡi mọi người. 4 giờ rưỡi sáng nha. Mình đi thăm câu và cuốn về luôn nha mọi người. Giờ này mặt trời chưa lên. Cần đầu tiên cho mọi người. Buổi tối mưa quá trời. Mưa quá con ếch nó không nhìn thấy mồi hay gì vậy. Cần thứ hai nha mọi người. Còn mồi còn mồi nhưng mà không dính. Rồi tiếp tục nha mọi người. Ở đây có ăn nè mà không có dính mọi người. Hết mồi. Ngồi ở đây còn ngồi luôn. Đúng không? Cần chỉ có con này nữa rồi. Tiếp tục nha mọi người. Quá đã luôn mọi người nè. Quá khủng rồi nè. Nè mọi người. Hàng khủng mọi người ơi. Nè bằng tay mình, nè bằng cái bằng tay mình luôn rồi. Hàng khủng nha. Quá đã luôn mọi người nè. Sướng. Mình vô qua nguyên cần luôn mọi người.
cho nó vô bao luôn nha, tháo ra luôn đi. Sướng như mọi người. Ồ, hết này gãy cái đùi một bên rồi mà nè. Gãy không biết hồi nào nữa, hồi năm nào cái gì á, mà hết này bự thiệt. Quá sướng mọi người. Bên đây quá đã, quá đã rồi, tiếp tục nha mọi người. Một con này quá đã luôn, hình như nó mới ăn gì á, ăn xong dính luôn. Trời ơi, bên đây xảy con nữa mọi người nè, đứt dây quá rồi, đứt dây thiệt. Trời ơi, vậy lôi cần đi luôn đi anh trời, lôi cần đi dễ kiếm, còn vậy sao kiếm. Rồi xảy con mọi người, con này chắc cũng bằng con hồi nãy thôi. Rồi ít đi già già không, người tiếp tục nha mọi người. Rồi dính nó đi con nha mọi người. Có mọi người thấy không, con này cũng được rồi, còn đã hơn không. Ừ. Mình tháo vô bao luôn mọi người. Ừ, nó ăn gì nè, sao mọi người ha, nó ăn là dính. Rồi mới được hai con mọi người. Rồi tiếp tục nha. Rồi mình đi hết mồi. Không dính nữa mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Ồ, đây dính con đó mọi người ơi nè. Con này con nhỏ vừa. Thấy không mọi người? Cũng được rồi. Con nhỏ vừa. Mình cho nó vô bao luôn mọi người. Được như đây mọi người. Thank you.
tiếp tục mọi người. Ở đây đứt lưỡi nữa nè, à, nãy giờ đứt lưỡi 2-3 cận rồi đó, chuột nó tha hay gì đó. Nãy trời mưa mọi người, sáng rồi nè mọi người. Rồi mình chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Rồi thăm tiếp mọi người, còn nữa. Rồi dính nó đi cần nha mọi người. Con này cũng vừa chứ không có bự. Cái gì cũng được rồi nè. Cho nó vô bao luôn mọi người. Rồi tiếp tục mọi người. Trời đây đứt lưỡi nữa. Biết gì ăn đứt lưỡi hoài ta. Nãy giờ gần chục cân rồi đó. Đây con mồi. Rồi để dính con mọi người. Con nhỏ. Con có bự. Cho nó vô bao luôn mọi người. Mới được như đây mọi người. Trời sáng luôn rồi nè. Rồi tiếp tục nha mọi người. Rồi mình đi con. Con mồi luôn. Mà không dính ít bự ta. Ít bự được có 1 con một nữa. Ồ đây dính 1 con luôn mọi người. Thấy không? À, 1 con này cũng được rồi. Nhảy the tua luôn. Cho nó vô bao luôn mọi người. Còn mấy cân nữa hết rồi mọi người. Mình tới nhà mọi người, bữa nay thu hoạch được như đây nè. Đó. Được 1 con ếch khủng nha mọi người. Với vài con nhỏ nhỏ vừa vừa. Được 1 con bự. Với 4-5 con vừa vừa nha mọi người. Với vài con nhỏ nhỏ. Rồi video đến đây hết nha mọi người. Rồi ai chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.